kè phun lửa. Ngày xưa có một địa chủ giàu có và quyền lực tên là Bai Khan. Tuy nhiên, ông lại là một người cha vô cùng độc đoán. Ông luôn tỏ ra khó chịu khi cô con gái xinh đẹp tên Angara của mình được đám thanh niên trong làng thầm thương trộm nhớ, nên lúc nào ông cũng theo dõi cô mọi lúc mọi nơi. Angara đem lòng yêu một chàng trai nghèo cùng làng tên là Yenisei, nhưng vì biết tính cách của cha mình nên cô chỉ dám qua lại bí mật với anh mà không để cha phát hiện. Đi đâu mà giờ này mới về? Dạ con chỉ đi chơi với bạn thôi. Con đừng tưởng ta không biết con đã đi với thằng nhóc Yenisei. Nó chỉ thấy con xinh đẹp nên muốn thắng tỉnh con thôi. Chia tay nó đi, rồi ta sẽ tìm cho con một chàng trai giàu có để con được sống trong sung sướng cả đời. Con không cần sống sung sướng, con chỉ cần ở bên người con yêu mà thôi. Con dám nói với ta như thế à? Ta mà không bảo vệ thì con có thể sống yên ổn với đám thanh niên háo sắc trong làng này được không? Không phải ai cũng tồi tệ như cha nghĩ đâu. Đừng có nói nhiều. Bắt đầu từ hôm nay, con chỉ được ở yên trong phòng trên căn lầu cao nhất, không được sự cho phép của ta. Đừng mong bước chân ra khỏi cái nhà này. Vậy là Angara đã bị cha nhốt lại nơi cao nhất của tòa dinh thự, không thể ra ngoài chơi, càng không thể gặp lại Yenisei. Cô buồn bã đến nỗi không thiết cả ăn uống. Sao mấy hôm nay không thấy Angara nhỉ? Hay cô ấy có chuyện gì rồi? Angara! Còn dám đến tận đây cơ đấy! Người đâu? Thả chó nhanh lên! Tiểu thư! Có chuyện gì gấp mà em lại chạy lên đây thế? Mà sao đêm nay chó nhà mình lại sủa nhiều như thế? Tiểu thư, công tử Yenisei đã đến đây và bị ông chủ phát hiện ra rồi. Ông còn thả chó ra để đuổi chàng ấy. Hả? Chuyện đó là thật sao? Cha thật là quá đáng. Sao ông ấy có thể đối xử với ta và với Yenisei như vậy được chứ? Ta phải thoát khỏi đây, thoát khỏi cha ta. Nếu cứ mãi ở trong căn phòng này, ta sẽ phát điên lên mất. Trời ơi, Angara, sao em lại chạy ra đây chứ? Xin anh đừng có hỏi nữa. Hãy mau đưa em đi với. Chúng ta cùng trốn khỏi đây được không anh? Mau đưa con gái ta về đây và đuổi thằng nhóc đó ra khỏi ngôi làng này cho ta. Hai người cứ nắm tay nhau chạy mãi trong đêm mưa. Chỉ đến khi gần kiệt sức, họ mới chịu dừng lại. Em mệt quá. Chúng ta hãy nghỉ ở đây một lát có được không? Được, vậy chúng ta vào trong hang nghỉ qua đêm nay vậy. Bà ơi, chúng cháu có thể ở nhờ đêm nay được không ạ? Được, nhưng cẩn thận đừng đông vào bất kỳ đồ đạc nào xung quanh đây. Yenisei, em khát nước quá. Được rồi, em ngồi yên đây nha, để ta đi tìm nước cho em. Ở đây nhiều thùng gỗ như vậy, không biết bên trong có nước không ta? May quá, trong thùng có nước. Angara, lại đây đi. Trời ơi, Yenisei, sao chàng lại tự ý mở nó ra vậy? Hôm qua bà ấy đã nói không được động vào bất cứ thứ gì ở đây rồi kia mà. Không sao đâu, chúng ta chỉ uống chút nước rồi đi. Bà ấy là người tốt, chắc sẽ không trách chúng ta đâu. Đã nói đừng động vào bất cứ thứ gì rồi mà. Chúng cháu xin lỗi vì đã làm đổ thùng nước của bà. Cháu sẽ buộc lại chiếc thùng lên sợi xích cho bà nha. Thả tay của người ra khỏi chiếc xích mau. Tại sao bà lại trói tôi? Mau thả tôi ra đi. Thả tôi ra. Nồi nước mắt thiếu nữ ta thu thập bao lâu nay để nấu thuốc trường sinh sắp thành công rồi, lại bị hai người đánh đổ mất. Vậy thì hãy dùng những giọt nước mắt của người để trả lại cho ta đi. Từ giờ đến lúc đó,
ta sẽ chăm sóc người yêu của cô thật chu đáo. Không, Genesee. Hả? Sao ở nơi sườn núi hẻo lánh thế này lại có tiếng khóc chứ? Hình như nó phát ra từ phía cái hang kia thưa ông. Trời ơi, chuyện gì thế này? Cha ơi, cha, cứu chúng con với, cha ơi. Chặt đứt dây xích, mau chặt đứt dây xích, cứu anh Gara đi. Tên kia, người dám chặt đứt dây xích, hang động sẽ sụp mất. Mau chạy thôi con, thả tay ra để nó ở lại giữa chân con thằng lành thì chúng ta có thể chạy thoát rồi. Sao cha có thể ích kỷ và nhẫn tâm như vậy được chứ? Nếu như anh ấy không đi cùng, con cũng sẽ không đi đâu hết. Thả con ra, thả con ra, về đi say. Con gái, quay lại đi con. Angara ơi, ta đã hại chết con rồi. Chứng kiến tận mắt cái chết của con gái, bà Khan đau buồn và tuyệt vọng vô cùng. Ông cứ ôm cửa hang đá mà khóc. Nước mắt ông rơi mãi, cho đến khi cả khu rừng đó ngập trắng xóa, trở thành một cái hồ ảm đạm và lạnh lẽo mà người đời sau gọi là hồ Bai Khan. Làm chồng thần ngủ. Bộ phim lấy cảm hứng từ một câu chuyện có thật ở London những năm 2000 về Paula Stewart, một người phụ nữ đã ngủ là không thể tự thức dậy. Tôi khuyên chị suy nghĩ lại về chuyện cho Paula đi học. Cháu vẫn chưa thể tự mình thức dậy vào mỗi sáng. Sẽ xảy đến rất nhiều phiền phức đó. Tôi không thể cứ lần nữa chuyện đi học của con mình được. Paula đã 8 tuổi rồi, con bé vẫn luôn muốn được đi học như các bạn cùng trang lứa. Nhưng trường học có nội quy, sẽ không nơi nào chấp nhận một học sinh luôn luôn đến muộn với lý do không thể tự thức dậy được chị à. Để đảm bảo được thời gian để đánh thức con mình vào mỗi buổi sáng, tôi đã nghỉ làm và tìm một công việc bạc tham vào buổi chiều. Lần này tôi đã rất quyết tâm. Cô Nancy à, mong cô hiểu trên cương vị một người mẹ giống như tôi. Vâng, thôi được rồi. Nhưng chị và cháu vẫn phải đi khám theo đúng lịch nha. Paula à, dậy đi con. Paula, dậy đi con. Đến giờ đi học rồi. Nếu như con không chịu dậy, sẽ bị muộn học đấy. Paula. Ây da. Cô đau lắm hay không con? Mẹ nặng tay quá rồi. Dạ không sao đâu mẹ. Mẹ phải làm thế thì con mới thức dậy được. Con xin lỗi, vì bệnh của con làm mẹ phải khổ sở như thế này. Không sao, vì con mẹ có thể đánh đổi tất cả. Các cậu nhìn xem kìa, hôm nay Paula đến lớp, trên mặt cậu ấy có một vết bầm rất lớn á. Đúng vậy, còn anh Phết có bàn tay nữa đó. Nghe nói mẹ cậu ấy rất là dữ đòn. Thật là đáng sợ mà, ghê quá. Paula, cậu ấy không ăn trưa, cũng không nghỉ trưa sao? Paula, mẹ cậu và cậu hai người không hòa hợp ư? Xin lỗi, có lẽ mình hơi tò mò rồi. Chỉ là mình thấy cậu không nên mặc cảm vì điều đó. Cứ ở trong lớp và nghỉ trưa cùng mọi người đi. Không đâu, mẹ là người yêu thương mình nhất. Chỉ là... Vậy từ nay trưa đến, cậu yên tâm ở trong lớp cùng mọi người rồi nha. Mình sẽ dùng đá lạnh áp vào má để gọi cậu dậy. Đá
lạnh có hiệu quả thật đó. Mình sẽ bảo mẹ áp dụng phương pháp này ha. Mark à, cảm ơn cậu nha. 15 năm sau. Xin phép thầy cho em vào lớp ạ. Paula, nếu tôi không nhầm thì đây là lần thứ 5 em đi muộn trong các tiết của tôi rồi đấy. Thưa thầy, em... Dạ, bạn Paula bị mắc chứng bệnh lạ mà phần não lấn át sự kiểm soát giấc ngủ. Bạn ấy không thể tự mình tỉnh dậy khi không có ai đó bỏ công ra để đánh thức đó thầy. Trên đời này còn có loại bệnh kỳ lạ như vậy ư? Em không lừa tôi đấy chứ? Dạ vâng ạ. Em ở cùng phòng ký túc xá với bạn ấy nên em đã chứng kiến. Chỉ là sáng nay điểm danh sớm, chúng em quên đánh thức bạn ấy dậy thôi thầy. Được rồi, em vào lớp đi. Bao nhiêu năm qua chắc em đã rất khổ sở với căn bệnh này rồi. Dạ, cảm ơn thầy. Cảm ơn cậu Rose. Đúng là ngoài mẹ ra, chỉ có Mark mới có thể kiên trì hàng ngày gọi mình dậy. Mình muốn trở về thời gian được học cùng với bạn ấy quá. Hiện sắp có một cơn lốc xoáy lớn, nguy hiểm đến tính mạng. Toàn thể nhân viên sơ tán theo chỉ dẫn của đội cứu hộ. Hả? Trời ơi, cứ như tai họa sắp giáng xuống trái đất vậy, nhanh lên. Nhanh chân lên, không chuyến xe cuối cùng sẽ chạy mất. Rồi, còn Paula, cậu ấy sẽ thế nào? Trời ơi, bây giờ là lúc để các cậu lo cho người khác hay sao? Nhưng mà cậu là bạn thân của cậu ấy chứ bộ, chúng ta là bạn cùng phòng mà. Cậu nỡ bỏ mặt cậu ấy ở lại đây hả? Lúc này thì thân ai người nấy lo. Nếu không sợ chết, các cậu hãy ở lại mà gọi đi. Nhưng tớ chắc chắn cậu ấy sẽ không nghe thấy gì đâu. Cái cối đã đổ gục rồi. Mình sợ lắm luôn á. Paula, bọn tớ xin lỗi nha. Tiếng động lớn như vậy cậu còn không nghe thấy thì làm sao có thể nghe thấy lời bọn tớ được. Chạy nhanh lên. Xin tránh đường cho. Phòng bảo vệ, sao lại không có ai cơ chứ? Mình biết tìm cô ấy ở đâu đi. Paula Joyce, tầng 3, phòng 306. Làm ơn hãy tránh đường cho. Paula, Paula tỉnh dậy đi, anh xin em đó. Paula tỉnh dậy đi, anh xin em đó. Đâu? Sao mình lại ở đây? Chuyện gì đã xảy ra thế này? Hả? Thật kinh khủng, như vừa có một cơn bão quét vừa chạy qua vậy. Cuối cùng thì em cũng chịu dậy rồi. Mark à, em không hiểu gì cả. Em đến nhà anh từ bao giờ thế? Một cơn bão kèm lốc xoáy đã càn quét qua quận đông thành phố. Anh lo em đang ngủ, liền gọi chạy đến ngay khi xem dự báo. Hả? Vậy còn mọi người? Mọi người đã sơ tán kịp. Bây giờ chắc đã trở về nhà an toàn rồi. Mark à, anh vừa cứu mạng em rồi đó. Em phải làm sao để báo đáp anh bây giờ? Chỉ cần sau này ra trường, em chịu làm cô dâu của anh là được. 3 năm sau. Mark à, con nghĩ xem, với căn bệnh lạ, Paula làm sao có thể sinh con được? Đứa trẻ có thể chăm sóc tốt được hay không khi chính mẹ nó không thể tự mình thức dậy vào mỗi buổi sáng được? Nhưng con không định bắt cô ấy sinh con cho đến khi bệnh tình được chữa trị mẹ à. Con đã quyết định rồi, xin mẹ thác thành cho chúng con đi. Nè, con đứng lại đó. Bác ơi, con vừa nhìn thấy anh Mark bực tức đi ra. Hai người vừa to tiếng với nhau sao ạ? Tất cả là tại cô. Bác ơi. Biết Mark đã đọc tin nhắn, đã biết mẹ anh phải nằm viện chưa? Đã 2 ngày rồi mình không liên lạc được.
Làm sao đây? Cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến rồi. Không được, mình mà ngủ thì sẽ không dậy chăm mẹ của Mark được nữa. Bác ấy và Mark vừa mới cãi nhau, lúc này bác ấy rất cần mình phải tỉnh táo. Paula, em đang làm gì vậy? Mark à, anh tới rồi hả? Nhẹ thôi, bác gái đang ngủ á. Em đang tự làm đau mình để chống chọi với cơn buồn ngủ hay sao? Tại chỉ có mình em với mẹ anh cho nên... Bác ơi, bác tỉnh rồi à? Bác xin lỗi. Bác vốn nghĩ con chỉ lợi dụng tình thương của con trai bác. Những ngày qua ở đây, bác đã hiểu thêm về tấm lòng lương thiện của con rồi. Vậy là mẹ đồng ý cho chuyện của chúng con rồi sao ạ? Đương nhiên rồi. Đợi mẹ ra viện thì nhà ta sẽ làm một đám cưới thật linh đình ha. Suýt nữa thì bác đã bỏ lỡ một người con dâu hiếu thảo như con. Bác giao đứa con trai duy nhất của mình cho con đó. Hai đứa hãy cố gắng trị bệnh cho mau khỏi con nha. Cháu thật may mắn đã quen được bác và anh Mark ạ. Hành trình để làm chồng thần ngủ của anh cũng gian nan đấy chứ. Nhà vua đi phi hành. Thưa nhà vua, phía trước có một ngôi làng, chúng ta có nên vào đó dừng chân? Người nói phải, ta sẽ dừng chân ở đây. À, thưa vâng. Người nên sửa lại cách xưng hô đi. Ta ở kinh thành đã lâu, nay muốn ra ngoài tận mắt xem dân chúng sống thế nào. Người đừng hấp tấp mà hỏng việc. Thưa, vâng, thần sẽ gọi người là công tử, mong người xá tội miễn lễ. Người đi xem có chuyện gì xảy ra đi. Thưa, đằng trước có một đứa bé ăn mặc nghèo khổ bị ngất xỉu, không biết là bệnh hay là vì đói. Không ai đưa đứa bé đến nhà đại phu sao? Ai cũng sợ bẩn thỉu, lây bệnh nên không ai dám lại gần cả. Mọi người tránh đường giúp nào, đứa bé này cần đến đại phu gấp. Người đi hỏi xem, người đàn ông đó là ai? Thưa, đó là người bán củi ở cuối chợ. Chúng tôi là thư sinh ở xa Linh Kinh dự thi. Dọc đường bị cướp hết tài sản, đã chịu đói mấy ngày hôm nay. Bạn tôi vốn sinh ra ốm yếu, giờ đói quá mà kiệt sức. Xin mọi người thương tình cứu giúp miếng cơm thừa canh cặn. Không biết các người đói khát thật hay là giả vờ xin tiền xin gạo nữa. Ta còn lạ gì cái ngữ ăn mày giả bệnh nữa chứ. Chúng ta lao động vất vả khổ cực mới có cái ăn, dễ gì cho không. Các người bị cướp hết rồi thì lấy cái gì mà trả chứ. Chúng tôi sẽ làm lụng để trả ơn ông mà. Các người xem, thư sinh nghiêng bút thì làm được cái gì chứ. Hay để ta nuôi tốn cơm thêm hả? Bẩm ông, hai tên thư sinh này bày trò ăn xin giữa chợ đấy ạ. Ông ơi, ông độ lượng và thương tình cứu giúp chúng con đi. Chúng con đội ơn ông suốt đời. Người tránh ra xa đi, đừng làm bẩn quần áo của ông nhà ta. Ta cho ngươi một trận bây giờ. Chẳng ra làm sao cả. Trời ơi, chẳng lẽ tất cả những người xung quanh đây không một ai động chút lòng thương với những kẻ khốn khổ hay sao chứ? Hình như đằng kia có hai người vừa bị cướp thì phải. Ta lại đó xem có giúp được gì cho họ không. Các người ăn tạm nắm cơm này cho đỡ đói đi. Xem chừng các người không có gì vào bụng mấy ngày hôm nay rồi. Ta để lại chút gạo, các người giữ lại mà nấu bữa cơm tử tế, rồi tìm việc gì đó mà làm để kiếm tiền về quê. Hả? Chỉ còn một đấu gạo, ông cho bọn họ rồi thì mình biết lấy gì mà ăn? Bà không thấy họ bị cướp sạch, sắp chết đói rồi hay sao? Vậy thì cho họ một nửa là được rồi ông ạ. Bà, ở nhà ta còn có ngô, có sắn, ta ăn đỡ một bữa cũng không sao. Tôi còn khỏe mạnh, mai tôi lại vào rừng kiếm gánh củi, mang bán là đổi được gạo. Bà nhìn họ xem, họ đói đến kiệt sức rồi mà chẳng có ai thân thích giúp đỡ. Đúng là việc nhà không lo, chỉ giỏi lo việc thiên hạ. Không được, chúng tôi không nhận được. Làm sao chúng tôi có thể nhận đấu gạo cuối cùng của ông bà và để ông bà ăn ngô ăn sắn được?
Nếu các ngươi không chê ta nghèo, chỉ có gạo hẫm, thì các ngươi hãy nhận lấy, giúp người lúc hoạn nạn là việc ai cũng nên làm. Tạ ơn ông, chúng tôi biết lấy gì để trả ơn ông bây giờ? Trời ơi, ngươi đừng nói đến ơn huệ. Ta giúp ngươi đâu phải để đòi ngươi trả ơn. Giờ cũng đã thối rồi, vợ chồng ta phải về. Hai người tự bảo trọng ha. Ông ơi, ông đến đây mà xem này. Vàng ư? Vàng ở đâu mà nhiều thế này chứ? Đây chẳng phải là cái đấu đựng gạo mà ta đã cho hai người bị cướp hôm trước hay sao? Sáng nay tôi mở cửa ra chăn gà thì thấy cái đấu này đặt trong một cái bao để ngay trước cửa. Có cả một phong thư nữa nè. Đấu gạo ngươi đã dành cho một kẻ hoạn nạn thật quý như một đấu vàng, và quý hơn cả chính là lòng nghĩa hiệp tử tế của ngươi. Món quà này không chỉ là ta trả ơn, mà ta còn muốn cho ngươi thấy rằng cuộc sống này là công bằng. Không ai biết mình sẽ nhận được gì khi cho đi, nên ai cũng muốn giữ lại hết cho mình. Nhưng nếu chỉ biết giữ chặt nắm gạo, thì có lúc người ta sẽ không biết mình đã bỏ lỡ cả một nắm vàng mà cuộc sống trả lại. Cũng may mà hôm ấy ông không nghe tôi mà giữ lại nửa đấu gạo, không thì bây giờ có khi chúng ta chỉ nhận được nửa đấu vàng, hoặc có khi không được gì cũng nên. Bà đừng có nghĩ vậy. Chỉ cần nghĩ ngược lại, rằng khi bà gặp nạn mà không có ai cứu giúp, bà sẽ thế nào đây? Như vậy bà sẽ không ngần ngại khi cho hết đấu gạo bà đang có đâu. Tôi hiểu rồi ông ạ. Bây giờ chúng ta mau cất chỗ vàng này đi, đề phòng lúc ốm đau, hoặc là sau này nếu ai gặp khó khăn thì mình còn giúp cho họ. Mình lên rừng kiếm củi, kẻo lát nửa trưa trời nắng gắt thì khổ lắm á. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!